Xin chào anh em, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình review đồng hồ của Watch Việt Nam. Điều này mình sẽ có trên tay và giới thiệu đến cho các bạn một chiếc đồng hồ đến từ nhãn hiệu Universal Geneva. Các bạn lưu ý là đây là một chiếc đồng hồ đời mới của hãng đồng hồ này, chứ không phải là những chiếc đồng hồ vintage từ thời ngày xưa mà chúng ta đã biết. Thì hôm trước là mình đã có giới thiệu đến cho các bạn một chiếc đồng hồ của nhãn hiệu này rồi, cũng là một chiếc đồng hồ đời mới. Thì hiện tại là trong kho đồng hồ của mình có hai chiếc đồng hồ của Universal Geneva, là những chiếc đồng hồ thuộc thế hệ đời sau năm 1980 của hãng đồng hồ này, là một dạng những chiếc đồng hồ đời mới khác hẳn so với những chiếc đồng hồ vintage cao cấp của Universal. Hôm trước là mình cũng đã có phân tích khá là sâu một chút về cái dòng sản phẩm đời mới của họ. Hiện nay thì những chiếc đồng hồ đến từ nhãn hiệu đồng hồ này có vẻ là họ không còn giữ được cái bản sắc cao cấp như thời ngày xưa đó, và họ sẽ bị đánh tụt xuống khá là nhiều so với cái đẳng cấp mà trước đây họ đã từng làm được. Chiếc đồng hồ mình đang cầm trên tay là một chiếc đồng hồ automatic của hãng đồng hồ Universal. Về tổng quan, đây là một chiếc đồng hồ thanh lịch wristwatch, và cái phong cách thiết kế của họ thì cũng tương đối đơn giản thôi, và chất lượng hoàn thiện thì cũng tương đối là bình thường. Nó cũng tương tự như những chiếc đồng hồ kiểu như T-shirt hay là Mido hay là Hamilton có giá thành phải chăng khác. Và như mình đã nói ngay từ đầu, thì đối với Universal hiện nay, những chiếc đồng hồ của họ không còn giữ được bản sắc cao cấp như những chiếc đồng hồ ngày xưa của họ. Tuy nhiên họ vẫn là những chiếc đồng hồ có giá trị khá là tốt, và cũng là một dạng đồng hồ chất lượng các bạn nhé. Tuy nhiên là nó không thể đạt được những đẳng cấp cao hẳn như ngày xưa thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào chiếc đồng hồ này. Thì như các bạn đã quan sát thấy, chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ nó được làm toàn thân từ thép không gỉ, với phong cách thiết kế thanh lịch, đơn giản và dễ đeo với tất cả mọi người. Kích thước của chiếc đồng hồ này nó rơi vào tầm 35,5mm, là một kích thước theo dạng unisex, tức là một dạng kích thước mà nam và nữ đều có thể đeo được. Ở phần mặt trước thì phần mặt số sẽ được bảo vệ bởi một lớp kính sapphire trong suốt, và các bạn sẽ thấy lớp kính này nó có tráng phủ lớp chống phản xạ ánh sáng. Khi chúng ta nghiêng dưới ánh đèn, chúng ta quan sát thấy nó có một chút ánh xanh hắt lên. Tuy nhiên là cái lớp tráng phủ này nó không quá dày, cho nên là chúng ta sẽ chỉ nhìn thấy một chút ánh xanh nhẹ nhàng thôi, chứ nó không xanh gắt hẳn như một số đồng hồ cao cấp đắt tiền khác. Đi sâu vào phần mặt số, các bạn có một mặt số màu trắng sữa cực kỳ là đẹp. Mặt số này thì nó sẽ được thiết kế theo dạng hai lòng. Ở phần lòng ngoài thì người ta sẽ làm phẳng, còn ở phần trung tâm nó được đánh dạng vân guliche, nhưng mà tuy nhiên các bạn lưu ý là cái dạng vân này là vân 3D thôi, chứ nó không phải là vân được đánh bằng tay. Thì nếu mà đánh bằng tay thì giá thành nó tương đối là cao. Ở đây chúng ta sẽ có những cọc số học trò kết hợp với cọc số dạng kim cương. Đây là những cọc số được làm từ thép không gỉ và cắt vát bốn cạnh, cho phép chúng ta quan sát giờ tương đối là dễ dàng. Ở phần vị trí 12 giờ chúng ta sẽ có logo chữ U được làm nổi hẳn lên, và ngay bên dưới chúng ta sẽ có dòng chữ Universal Geneva được in bằng mực đen. Ở phần trung tâm chúng ta có một bộ ba kim, đó là kim giờ, kim phút và kim giây. Bộ ba kim này được thiết kế tương đối là to bản và dễ xem giờ, cực kỳ nổi bật ở trên mặt số. Mình đánh giá rất cao về cái độ tương phản của mặt số chiếc đồng hồ này. Các bạn là quan sát thấy bộ kim được cắt vát và bắt sáng tương đối là tốt. Đó, và khi mình nghiêng dưới ánh đèn, các bạn quan sát thấy nó bắt sáng tương đối là ok. Và trên đầu kim giờ và kim phút, người ta sẽ gắn cái phần dạ quang cho phép các bạn có thể quan sát giờ trong đêm tối. Ở bên dưới trục kim thì chúng ta sẽ có một chữ automatic. Đây là chiếc đồng hồ nó chạy cỗ máy tự động lên dây cót của Thụy Sĩ. Cái dòng máy này về cơ bản là dòng máy ETMA và Serita thôi. Nó không quá đặc biệt giống như những dòng máy microrotor tự động cúc áo từ thời ngày xưa, là bản sắc của Universal Geneva. Ở bên góc 3 giờ, và các bạn quan sát ở đây, chúng ta có một ô lịch ngày khá là đơn giản, và ngay chân mốc 6 giờ thì như nhiều chiếc đồng hồ Thụy Sĩ khác, chúng ta sẽ có dòng chữ Swissmade, một chiếc đồng hồ được sản xuất theo tiêu chuẩn của Thụy Sĩ. Đi sang phần thân vỏ, các bạn quan sát ở đây chúng ta có một bộ thân vỏ được thiết kế theo dạng bậc thang, kể cả phần tay càng cũng là thiết kế theo dạng hai bậc thang. Thiết kế phong cách theo dạng bậc thang này giúp cho chiếc đồng hồ của chúng ta có phong cách thiết kế khá là độc đáo, sang trọng và lịch lãm khi mà đeo lên cổ tay. Phần hoàn thiện của chiếc đồng hồ này, các bạn quan sát thấy ở phần trên người ta làm bóng, và đối với hai bên hông người ta đánh phay xước. Về khả năng bắt sáng thì cũng tương đối là ok thôi, không có điểm gì nó quá đặc biệt cả, vì đây là một chiếc đồng hồ giá rẻ
Ở phần bên góc 3 giờ chúng ta có một núm điều chỉnh giờ có logo hình chữ U của Universal. Lật ra nắp đáy đằng sau, chúng ta có một nắp đáy nó được làm từ thép không gỉ. Ở phần trung tâm nắp đáy các bạn thấy dòng chữ Universal Geneva được khắc ở đây. Ngay bên dưới là dòng mã 862160. Thì cái dòng khắc laser này thì mình quan sát thấy là nó cũng chưa được sắc sảo cho lắm. Thì các bạn khi zoom lại thì thấy nó có gì đó hơi rẻ tiền một chút. Và các bạn cũng lưu ý là như mình đã nói ngay từ đầu, đối với dòng Universal hiện nay có một số dòng sản phẩm cũng khá là ok. Tuy nhiên là cũng có một số dòng sản phẩm giá rẻ tương tự như những chiếc đồng hồ giá rẻ của T-shirt hay là Mido hay là Hamilton. Cho nên là chúng ta cũng chỉ, tức là nó sẽ chỉ áp dụng và đánh là làm vừa lòng một số những cái người mà có giá tiền phải chăng thôi, chứ nó không phải là những chiếc đồng hồ đắt tiền và cao cấp như thời ngày xưa. Cho nên là một số anh em nào đã quen với dòng cao cấp của Universal từ ngày xưa, các bạn cầm những chiếc đồng hồ kiểu như này lên tay sẽ hơi thất vọng một chút. Tuy nhiên mình vẫn phải nhấn mạnh lại, đây là một cái dòng sản phẩm vẫn là tương đối là chất lượng trong cái tầm tiền. Tất nhiên là giá nó rẻ thôi, nó không quá đắt. Chiếc đồng hồ này đi kèm với một bộ dây da handmade. Đây là một bộ dây da handmade của Việt Nam, nó khá là chất lượng các bạn nhé. Đây là dây da khâu tay. Và kèm theo đó chúng ta cũng sẽ có bộ khóa nguyên zin Universal có logo hình chữ U, được làm từ thép không gỉ. Một chiếc đồng hồ khá là dễ đeo và giá thành cũng tương đối là phải chăng. Thật sự mà nói thì mình là một trong những cái fan của hãng đồng hồ Universal. Và tuy nhiên là mình vẫn chưa thể ưng được đối với những dòng sản phẩm thời hiện đại của họ, như những chiếc đồng hồ hôm trước mình đã giới thiệu kiểu như này. Chiếc này thì cũng tương đối là chất lượng. Tuy nhiên cái chiếc bên tay trái của mình thì nó lại cũng là Thụy Sĩ Swissmade. Tuy nhiên là cái giá thành của nó lại tương đối là rẻ tiền một chút. Vẫn là một những cái dòng sản phẩm khá là chất lượng và giá tiền phải chăng. Tuy nhiên mình vẫn muốn Universal Geneva trở lại với cái phong cách của những chiếc đồng hồ cao cấp, giá tiền đẳng cấp như kiểu Rolex từ thời ngày xưa. Vì ngày xưa là Universal Geneva đẳng cấp và giá tiền họ rất là đắt và ngang ngửa với hãng đồng hồ Rolex. Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại thì có lẽ là những dòng sản phẩm của họ cũng chỉ ngang với một vài dòng sản phẩm của Longines hay là những dòng sản phẩm của T-shirt hay là Mido thôi, chưa thể trở lại như những thời đẳng cấp, thời hoàng kim như ngày xưa. Rồi, video sẽ chấm dứt ở đây. Hẹn gặp lại anh em ở các video clip lần sau. Anh em nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video clip mới nhất nhé.